Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình bản tin tổng hợp. Sau đây, Thanh Mai và Lê Thái xin trở lại phần tin quốc tế với những tin đáng chú ý sau đây. Châu Âu họp bàn về biện pháp siết chặt trừng phạt Nga. Nga phá hủy các kho chứa vũ khí của phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ukraine cách chức nhân vật lãnh đạo tình báo. Và sau đây là bản tin chi tiết. Xin mời Thanh Mai. Cảm ơn Lê Thái. Kính thưa quý vị, tin thế giới cũng cho biết thì ngày hôm nay, Ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu EU họp tại Brussels, thủ đô của Bỉ để mà thảo luận các biện pháp siết chặt trừng phạt của Nga. Đây sẽ là đợt bùng phát thứ 7 của EU đối với Nga kể từ đầu cuộc xâm lược Ukraine. Trọng tâm các trừng phạt mới là phối hợp với quyết định của nhóm G7 gần đây là cấm mua vàng từ Nga. Đây là biện pháp mà Liên Âu sẽ phối hợp đồng bộ với các đối tác G7 với mục tiêu cắt đi một nguồn thu nhập mới của Nga. Vương quốc Anh là khách mua vàng của Nga lớn nhất. Hồi năm ngoái, riêng nước Anh đã chi gần là 17 tỷ euro để mà mua vàng của Nga. Như vậy thì đây không phải là một biện pháp tượng trưng. Xa hơn thì Liên hiệp châu Âu chủ yếu muốn bịt các kẽ hở giúp Nga lánh trừng phạt, đồng thời EU cũng sẽ phải mở rộng các lệnh cấm xuất cảng công nghệ cao sang Nga. Các nước châu Âu cũng muốn làm rõ các trừng phạt hiện hành không ảnh hưởng tới nguồn lực dành cho các hoạt động nhân tạo hay là nông nghiệp. Và nhiều tin mới sẽ được đưa vào danh sách đen của những người Nga bị cấm nhập cảnh vào Liên Âu hoặc là bị phong tỏa tài sản. Đây là lần thứ 5 Liên Âu sẽ giải ngân là 500 triệu euro chi vào việc cung cấp vũ khí, nâng tổng số tiền viện trợ của EU cho Kiev lên tới là 2.5 tỷ euro. Và cũng trong phần tin quốc tế, kính thưa quý vị, Nga phá hủy các kho chứa vũ khí của phương Tây cung cấp cho Ukraine. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga được Reuters trích dẫn, quân đội Nga ra lệnh ưu tiên phá hủy các kho hỏa tiễn tầm xa và pháo của Ukraine. Quyết định được Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đưa ra khi ông tiếp xúc với tiểu đoàn Vostok đang tham chiến tại Ukraine. Theo giải thích của phía Nga, đó là các loại vũ khí đã được sử dụng trong các đợt oanh kích nhắm vào khu dân cư trong vùng Donbass, hiện dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy Ukraine thân Nga. Vẫn theo thông cáo nói trên, Ukraine đã cố tình dùng hỏa tiễn tầm xa và pháo để phá hủy các cánh đồng lúa mì và các kho dự trữ ngũ cốc. Cũng Bộ Quốc phòng Nga chiều ngày Chủ nhật thông báo đã bắn hạ được một chiếc trực thăng Mi-17 của Ukraine ở phía đông thành phố Sloviansk và một chiến đấu cơ Su-25 trong khu vực gần thành phố Kharkiv. Theo Reuters, không thể kiểm chứng những thông tin phía quốc phòng của Nga đã đưa ra, thưa quý vị. Nhưng họ nhắc lại rằng là hai ngày trước đây, cũng chính ông Shoigu đã ra lệnh cho quân đội tăng cường các chiến dịch oanh kích vào khu vực miền đông của Ukraine. Quân đội Nga xác định đã phá hủy một kho hỏa tiễn địa đối không của Ukraine ở khu vực miền nam gần thành phố Odessa. Và đây là nơi cất giữ nhiều hỏa tiễn chống hạm là Harpoon mà phương Tây đã viện trợ cho Ukraine. Theo như giải thích của Bộ Quốc phòng Nga về phía chính quyền của Kiev, cho biết đã tiến hành hơn 30 đợt tấn công nhắm vào các kho vũ khí, đạn dược của quân đội Nga, nhờ sử dụng các dàn phóng hỏa tiễn mà phương Tây viện trợ. Quân đội Ukraine khẳng định Nga đang chuẩn bị bước kế tiếp trong chiến dịch tấn công Ukraine. Và thưa quý vị, Ukraine cách chức nhân vật lãnh đạo tình báo. Tổng thống Zelensky đã ra sắc lệnh cách chức hai nhân vật đảm nhiệm vai trò trọng yếu của chính quyền là trưởng lý Lilia Vedekova và lãnh đạo cơ quan tình báo SBU Ivan Bakakov. Hai nhân vật này đều là những cộng sự viên thân cận từ lâu nay của Tổng thống. Cả hai bị quy trách nhiệm về việc đã có nhiều người phản bội và cộng tác với Nga. Quyết định trên được đưa ra trong khi mà chính phủ Ukraine đang bắt đầu thanh lọc các cơ quan tình báo và bộ máy tư pháp. Điều tra cho thấy trong hai bộ phận này có hàng chục, thậm chí hàng trăm trường hợp phản bội và hợp tác với các cơ quan của Nga.
Tổng thống Zelensky biện minh cho những quyết định cách chức khi mà đưa ra con số là 651 vụ tố tụng về tội phản quốc và tội làm gián điệp cho kẻ thù đã được tiến hành nhằm vào các nhân viên của hai cơ quan nói trên. Cuối tuần qua, một viên chức của cấp của SBU phụ trách khu vực Crimea đã bị bắt với cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo Nga FSB. Về mặt khác, chính phủ Ukraine còn quy trách nhiệm cho cơ quan tình báo SBU đã phá hoại tuyến phòng thủ phía nam Ukraine hồi tháng 2, do có hàng chục nhân viên của cơ quan này đã đào ngũ hoặc là chạy sang hàng ngũ của kẻ thù trong vùng bị chiếm đóng, nhất là tại Kherson. Trong sắc lệnh cách chức của ông Bakhanov, bạn từ thời trẻ của Zelensky, đồng thời luôn là cộng sự của ông, phó tổng thống tố cáo quan chức này lo là nghĩa vụ và trách nhiệm trong công việc dẫn tới tổn thất về nhân mạng. Trong bối cảnh cuộc săn tìm các gián điệp của Nga, Tổng thống Zelensky đã bắt buộc phải hy sinh hai cộng sự viên thân cận nhất đã từng hành động với ông trên bước đường thăng tiến chính trị hồi năm 2019. Trong khi đó, thì EU tìm cách tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine bất chấp thiệt hại về kinh tế. Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu EU ngày hôm nay đã tìm cách cho thấy khối có thể duy trì hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine bất chấp tác động lạm phát nghiêm trọng đối với các nền kinh tế của khối này. Các ngoại trưởng EU được dự báo sẽ phê duyệt thêm 500 triệu euro, khoảng 504,35 triệu Mỹ kim tài trợ của EU để cung cấp vũ khí cho Ukraine, nâng mức hỗ trợ an ninh của khối lên 2 tỷ euro kể từ khi lực lượng Nga tràn vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Thứ trưởng Ngoại giao Thụy Điển ông Robert Rickbert nói khi ông đến dự cuộc họp ở Brussels ở Bỉ, "Chúng tôi phải hỗ trợ Ukraine." Ông nói thêm, Thụy Điển sẽ nâng cao tầm quan trọng của việc đồng ý một gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, và chúng tôi cũng sẽ nâng cao tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường các biện pháp hạn chế chống lại Nga. Như sau 6 vòng trừng phạt của EU đối với Nga, giá lương thực và năng lượng tăng ở châu Âu và một cuộc chiến mà cả Ukraine và Nga đều không thể dễ dàng chiến thắng. Ông cho biết việc duy trì tính cấp thiết này ngày càng khó khăn. Ông cũng nói rằng chúng ta phải có sự kiên nhẫn chiến lược, đồng thời hy vọng đạt được một thỏa thuận với Nga trong tuần này để giải tỏa lượng ngũ cốc xuất cảng của Ukraine đã bị chặn lại. Phạm vi trừng phạt chưa từng có của phương Tây đối với Nga bao gồm lệnh cấm vận dầu mỏ, cấm giao dịch với Ngân hàng Trung ương Nga và đóng băng tài sản của nước này, đồng thời dừng các khoản đầu tư mới vào Nga. Và thưa quý vị, Iran đạt khả năng chế tạo bom nguyên tử. Cố vấn của đại giáo chủ là Khamenei của Iran ngày hôm nay đã tuyên bố Iran có khả năng chế tạo bom nguyên tử và Iran cũng sẽ trực tiếp đáp trả Do Thái nếu mà an ninh của họ bị nhắm mục tiêu. Về mặt kỹ thuật thì Tehran có khả năng chế tạo bom nguyên tử nhưng mà vẫn chưa có quyết định có chế tạo nó hay là không. Và cố vấn cao cấp của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei nói với đài truyền hình Al Jazeera hôm Chủ nhật. Theo lời cố vấn của đại giáo chủ Khamenei, trong vài ngày, Iran đã có thể làm giàu uranium lên tới là 60% và có thể dễ dàng sản xuất uranium làm giàu 90%. Iran có phương tiện kỹ thuật để mà sản xuất bom nguyên tử nhưng mà Iran chưa có quyết định chế tạo bom nguyên tử. Vào năm 2018, cựu tổng thống Donald Trump đã rút ra khỏi thỏa thuận nguyên tử năm 2015 của Tehran đối với các cường quốc trên thế giới. Theo đó, thì Iran hạn chế hoạt động làm giàu uranium, một con đường tiềm năng dẫn tới vũ khí nguyên tử để mà đổi lấy việc được giảm bớt các lệnh trừng phạt kinh tế. Khoảng một năm sau mà chính sách gây áp lực tối đa của ông Trump đối với Iran, Tehran bắt đầu vi phạm các hạn chế nguyên tử của Liên Hiệp Ước. Iran từ lâu đã phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí nguyên tử và cũng nói rằng họ chỉ tính là chế là uranium cho mục đích sử dụng năng lượng dân sự và cho biết là việc vi phạm thỏa thuận quốc tế có thể khắc phục được nếu mà Hoa Kỳ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và tái gia nhập thỏa thuận này. Kính thưa quý vị, biến đổi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt khiến Đức thiệt hại hàng tỷ euro mỗi năm. Một nghiên cứu cho thấy nắng nóng khắc nghiệt, hạn hán và lũ lụt do biến đổi khí hậu gây ra khiến Đức đã thiệt hại ít nhất là 6.6 tỷ euro, 6.66 tỷ Mỹ kim hàng năm trong hai thập kỷ qua với một số đợt nghiêm trọng gây thiệt hại lên tới hàng chục tỷ euro. Nghiên cứu của công ty nghiên cứu kinh tế Prosnos được đưa ra trong bối cảnh các nhà chức trách trên khắp châu Âu đang dốc sức để kiểm soát các trận cháy rừng khổng lồ với hàng trăm người chết, được cho là do nhiệt độ tăng cao mà các nhà khoa học cho rằng do biến đổi khí hậu. Cán bộ kinh tế và môi trường của Đức trích dẫn nghiên cứu cho thấy lũ lụt ở các bang như là Rhineland và Palatinate và Nordrhein-Westphalia vào năm 2021 đã gây thiệt hại hơn 40 tỷ euro và kết hợp với mùa hè nóng nực vào các năm 2018 và năm 2019 khiến nền kinh tế lớn nhất của châu Âu thiệt hại 80 tỷ euro. Các tác giả nghiên cứu cho biết
ước tính thiệt hại kể từ năm 2000 có thể còn cao hơn do các sự kiện riêng lẻ chưa được kiểm tra và các tác động không thể xác định được như ảnh hưởng đến sức khỏe và ảnh hưởng đối với sự đa dạng sinh học. Trong năm 2018 và năm 2019, rừng và nông nghiệp của Đức đã phải chịu thiệt hại 25.6 tỷ euro do sóng nhiệt và hạn hán, bên cạnh 9 tỷ euro thiệt hại do năng suất lao động thấp hơn trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Bộ trưởng Môi trường Đức ông Steffi Lemke cho biết, những con số mà nghiên cứu đưa ra là đáng báo động. Với mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2045, chính phủ của Đức đã tăng cường các nỗ lực bảo vệ khí hậu với những cải cách sâu rộng cho lĩnh vực tiện ích và trên các ngành sản xuất, tòa nhà, giao thông và nông nghiệp. Sri Lanka bị đặt trong tình trạng khẩn cấp mới. Quyền Tổng thống Sri Lanka, ông Ranil Wickremesinghe đã ra sắc lệnh ban hành tình trạng khẩn cấp mới nhằm đề phòng tình trạng hỗn loạn trước khi quốc hội bầu tân tổng thống ngày 20 tháng 7. Kể từ tháng 4 khi mà có phong trào chống chính phủ đã để đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, chính quyền Sri Lanka đã nhiều lần đặt đất nước trong tình trạng khẩn cấp. Trong khuôn khổ tình trạng khẩn cấp, quân đội được phép bắt giữ người giải tán các cuộc tập trợ hợp phản kháng chính phủ. Sau khi mà có thông báo ban hành tình trạng khẩn cấp thì những người biểu tình đã quyết định rời khỏi tổng thống cùng thủ tướng mà họ chiếm giữ từ nhiều ngày qua. Sau một ngày chiến đấu để mà giành được văn phòng thủ tướng, người biểu tình đã để người dân Sri Lanka vào thăm trong tòa nhà có kiến trúc từ thời thuộc địa. Trong số các vị khách tới ủng hộ phong trào của Bapha, một viên chức của Bộ Quốc phòng, ông nói là như vậy, sẽ chiếm tất cả các tòa nhà này cho tới khi mà có một chính phủ mới với sự tham gia của mọi đảng phái. Để lãnh đạo chính phủ mới thì chúng tôi sẵn sàng tạo cơ hội cho tất cả những ai muốn, nhưng mà với điều kiện người đó không được có mối liên hệ nào với phe Rajapaksa. Vấn đề bây giờ là để xem người biểu tình sẽ đi tới đâu. Thủ tướng vừa được chỉ định làm quyền tổng thống thứ tư tuần trước đã trả lời người biểu tình bằng cách là ban hành lệnh giới nghiêm toàn quốc trong cả đêm. Vừa rồi là phần tin thế giới, chúng tôi trở lại phần tin Hoa Kỳ sau phần bảo trợ của đài. Cảm ơn quý vị.